thì mình thấy là rất là có hiệu quả luôn. Là bây giờ những cái tóc đen, tóc bạc của mình bây giờ nó đã đen từ trong chân tóc ra luôn rồi nè. Nói chung bây giờ nó không còn bạc nữa. Cho nên là mình rất là thích. Mình tên là Trần Thị Ngọc Ánh, năm nay mình 38 tuổi. Ngày 5 năm trước đây tóc mình bạc rất là nhiều, và phần tóc bạc cứ từ chân tóc bạc ra đó, trắng từ trong cái chân tóc trắng ra. Thì mình đã dùng nhiều thứ, nhiều sản phẩm, như là uống thuốc, rồi uống hàng thủ ô, nói chung là mọi người chỉ cho mình cái gì là mình đều dùng hết. Mà mình vẫn không thấy hiệu quả, cho nên cái biện pháp chữa cháy là mình cứ 1-2 tháng là ra tiệm tóc để mà mua, để mà nhuộm tóc đen một lần. Thì có một hôm mình ra ngoài nhà thuốc thì được chị dược sĩ ở đây á, chị giới thiệu cho mình cái bộ sản phẩm serum và dầu gội có mực bọc nhu. Tại mình nghe nó có phần cỏ, có thành phần cỏ mực thì mình rất là thích. Bởi vì trước đây mình đã từng dùng cỏ mực để mà mình cái nước cỏ mực để mình chải lông mi cho nó đen và nó dài. Cho nên là khi mà nghe cái bộ sản phẩm này nó có thành phần cỏ mực thì mình đã mua về và sử dụng. Thì mình thấy là rất là có hiệu quả luôn. Là bây giờ những cái tóc đen, tóc bạc của mình bây giờ nó đã đen từ trong chân tóc ra luôn rồi nè. Nói chung bây giờ nó không còn bạc nữa. Cho nên là mình rất là thích. Hôm nay mình quyết định ra đây mua thêm một liệu trình nữa để về bắt đầu tiếp tục sử dụng, để cho nó tóc mình nói chung là hoàn hảo luôn đó. Bộ đôi trị tóc bạc có mực bọc nhu, giải pháp đột phá dành cho người bị tóc bạc. Phủ màu tóc bạc thành đen nhanh chóng mà không cần đi nhuộm. Kích thích tóc con mọc ra đen tự nhiên từ gốc. Nuôi dưỡng tóc chắc khỏe suôn mượt từ gốc đến ngọn. Tổng đài 1900 7143, hotline 0919 146 444.